Truyện tranh Truyện cổ nước Nam tập 43. Hoàng không sáng ý, vợ chồng thầy bói, ba đời con gà. Có một anh nọ đi làm xa, anh ta dành dụm được một số tiền. Vợ con mình ở nhà cần tiền lắm nhưng mình không làm sao về được. Mấy ngày sau, tôi có việc phải về nhà gấp, ông chủ cho tôi nghỉ một tháng. Anh có gửi thư từ gì về nhà không? Hay quá, tôi đang tìm người gửi quà về cho nhà tôi đây. Anh đợi tôi một lát. Anh ta lấy giấy bút ra, hí hoáy vẽ. Đây, nhờ anh đưa giùm cho nhà tôi. Yên tâm, tôi sẽ giao tận tay cho chị ấy. Người kia lên đường. Gói gì mà nặng thế? Và anh ta tò mò, xem thử một chút có sao đâu. Ôi, anh chàng này làm gì mà có tiền gửi về nhà nhiều quá vậy? Chà, 100 quan lận. Còn thư gì mà chẳng có chữ nào mà chỉ toàn hình vẽ? Chắc không phải là thư, như vậy là vợ của anh ta không biết chồng gửi về bao nhiêu. Anh ta cột gói quà lại cẩn thận, rồi tiếp tục đi. Anh về đến quê nhà. Chị ơi, anh nhà gửi quà cho chị đây. Ôi, tôi mừng quá, cảm ơn anh. Cô vợ lấy bức thư. À, anh ấy có gửi tiền. Cô đếm tiền cẩn thận. Sao lại có chừng này thôi? Cô đi thẳng đến nhà người vừa mang tiền về. Trả lại cho tôi 40 quan tiền nếu không muốn to chuyện. Tôi làm gì biết chồng ấy có tiền mà lấy, chồng chị gửi thế nào tôi đưa thế ấy. Tôi có bằng chứng, anh không trả tôi kiện liên quan đấy. Chị muốn thì cứ đi kiện, tôi không lấy. Cô vợ kiện liên quan ngay, cho gọi người ấy lên đây. Bẩm quan, con không lấy đồng nào cả. Bẩm quan, chồng con có viết thư nói rằng anh ấy gửi cho con 100 quan. Thế nhưng anh này chỉ đưa cho con có 60 quan thôi. Thư đâu, đưa ta xem. Dạ thư đây ạ. Thư có chữ nào đâu mà chỉ biết chồng chị gửi 100 quan. Dạ rõ ràng như thế mà quan không hiểu sao ạ. Có chữ nào đâu mà bảo ta rõ. Thư gì mà chỉ có 4 con chó và cái bát quái. Bẩm, chồng con không biết chữ nên phải vẽ hình đấy ạ. Để con cắt nghĩa cho quan nghe rõ như ban ngày ấy. Quan xem, đây là hình vẽ 4 con chó. 4 con chó là tứ cẩu phải không ạ? Phải rồi sao? Cẩu cũng nghe giống như cửu phải không ạ? Phải rồi sao? Mà cửu phải là chiến không ạ? Phải rồi sao? Vậy tứ cửu là 49, 4 lần 9 là 36 phải không ạ? Phải rồi sao nữa mà ra 100 quan. Quan xem tiếp, đây là hình bát quái. Hình bát quái có 8 quẻ, mỗi quẻ có 8 gạch. Bẩm, 8 lần 8 gạch có phải là 64 không ạ? Phải. Bẩm, 4 con chó là 36, cái bát quái là 64. 36 cộng với 64, vị chi là 100. Hay, không biết chữ mà hay. Tàn chứng rõ ràng, trả tiền lại cho cô ta đi. Bẩm, tiền đây ạ, xin quan tha cho con. Sau buổi sự kiện, quan về dinh. Sau giờ này mà chưa có cơm vậy ba? Hôm nay ông bị phạt không được ăn cơm. Sao vậy? Ông bị phạt vì tội làm quan mà không sáng ý bằng người đàn bà mù chữ kia. Trời! Dù bị đói nhưng quan cũng không giận. Phải công nhận cô ta sáng ý thật. Chỉ có mấy cái hình mà diễn được ý chồng. Vợ chồng thầy bói. Có anh thầy bói nọ tuy mù nhưng lại khá đẹp trai. Nhưng dù có đẹp trai nhưng vì mù nên thầy vẫn cô đơn.
họ đuổi hết hay sao mà không thấy mình đẹp trai, ai cũng bảo mình đẹp mà. Một hôm, chào anh, à anh Bách phải không? Anh tài quá, lâu lắm không gặp nhau, thế mà anh vẫn nhớ giọng nói của tôi. Mù thì tai phải thính chứ, dạo này anh làm gì? Tôi cũng làm nghề bói toán kiếm cơm như anh, tôi có vợ rồi đấy. Anh hạnh phúc quá, tôi thật tủi. Tôi mù lòa thế này chẳng cô nào lọt vào mắt tôi được, buồn ghê. Tôi sẽ giúp anh, tôi biết có một cô nàng trẻ đẹp. Tôi sẽ làm mai cho anh, nhưng anh phải cho tôi tiền. Đây đây, anh cầm đi, được việc tôi tặng thêm. Thầy bói Bách đến nhà cô gái nọ, ta sẽ kiếm ở đây một mớ tiền nữa. Anh ta đứng ngoài sân nhìn vào một lúc lâu. Ông tìm ai vậy? Tôi không tìm ai cả. Tôi đi qua đây thấy nhà này có hắc khí nên tôi xem thôi. Sao ông thấy được? Tôi là thầy Pháp mà. Ôi, mai cho tôi quá, mời thầy vào. Có phải ông nhà hay đau bụng chóng mặt không? Ôi đúng như thế, thầy hay quá. Hừ, hay cái quái gì, ta biết là uống rượu cả ngày, cháy ruột là cái chắc. Tôi e năm tới, ông sẽ không qua khỏi. Trời sao vậy thầy, thầy có cách nào? Tôi biết nguyên do nhưng không dám nói đâu bà ạ. À. Đây đây, thầy cầm ít tiền, thầy giúp cho. Sau khi thầy cất tiền cẩn thận, nhà có một cô con gái chưa chồng phải không? Dạ có. Đó là nguyên nhân, có cô ta trong nhà năm tới ông sẽ gặp nạn. Phải gả cô ta đi, tốt nhất là gả cho rể mù. Sao vậy? Đó là cách giải hạn cho ông nhà. Ông thầy có lý, gả cho một thằng mù, con mình sẽ không bị ăn hiếp. Gả nó đi, tôi chưa muốn chết, tôi đau bụng quá. Mày đi tìm xem có ai mù nhưng sáng sủa đẹp trai một chút. Còn biết có người như thế à? Ông thầy bói mù ở làng bên đẹp trai lắm. Bà ta vội đến xem mặt anh thầy bói. Ôi mù nhưng lại có nghề bói, được lắm. Không bao lâu sau, cô con gái ông phú hộ về nhà anh thầy bói. Hi hi, vẫn ta không đến nỗi đen lắm. Nhưng thật ra vận anh ta cũng không sáng mấy. Mình ơi, mình đi đâu rồi? Sao không trả lời tôi? Mình ơi. Đứng đây mà sao không trả lời? Mình đói hả? Để tôi dọn cơm. Anh thầy bói hiểu ra cô nàng bị điếc, thảo nào họ gả cho mình một cách dễ dàng. Chồng đuôi vợ điếc, xứng đôi thật. Hôm sau hai vợ chồng ra chợ. Chợt ôi, có đám ma lớn quá, biết bao nhiêu là cờ, bao nhiêu là phướng là lọng. Nói dốc, chỉ có trống càng in ỏi chứ làm gì có cờ có phướng. Đám ma lớn thế mà chẳng có trống càng. Trống càng nhiều như thế mà bảo là không, không có cờ mới đúng. Cờ phướng nhiều thế mà không có càng trống, uổng thật. Tức chết đi được, càng trống ầm ĩ thế mà bảo không có, chọc giận tôi hả? Anh thầy bói nổi cáu, chọc ta. Cô vợ không thua, tự dưng lại đánh tôi. Hôm sau, ông Bách ơi, tôi phiền anh lần nữa, gửi anh ít tiền. Anh làm ơn dẫn vợ tôi trả lại cho nhà cô ta đi, sao vậy? Chồng đuôi vợ điếc ở với nhau sao được? Cái cô ta thấy thì tôi không thấy, cái tôi nghe thì cô ấy không nghe, bởi thế cãi nhau suốt ngày. Mà cô ấy khỏe lắm, đánh cái nào đáng cái đó, thôi ở một mình cho đúng cái vàng đen của tôi vậy. Ba đời con gà. Có anh học trò học hành dốt nát nhưng luôn khoe khoang mình hay chữ. Anh giỏi chữ sao không đi thi làm quan? Tôi chả thích làm quan.
Xì, xấu hay làm tốt, dốt hay khoe chữ. Nhưng cũng có người lầm, sao đi đâu anh cũng kè kè cuốn sách vậy? Chữ nghĩa là bạn bè của tôi, không có không được. Thế chắc anh hay chữ lắm nhỉ? Còn phải nói. Vậy anh về dạy thằng con tôi học đi. May quá có chỗ ăn cơm rồi. Khởi đầu ta dạy con học tam từ kinh. Gia là nhà, gia là nhà. Quốc là nước, quốc là nước. Tước là xẻ, tước là xẻ. Sau chữ tước là... Chữ gì mà lắm nét thế này, chết thật. Thưa thầy, sau chữ tước là chữ gì ạ? Là gì ạ? Là vũ dĩ, là con vũ gì? Nhưng thầy cũng còn khôn, đọc khe khẽ mới mau thuộc. Để nó đọc lớn rồi ai nghe được thì chết. Tối hôm ấy, mình xin quẻ hỏi thổ địa xem sao. Thổ địa làm ơn mách cho tôi chữ ấy có phải là vũ dĩ, là con vũ gì không? Thầy thấy ba đồng âm dương. Đúng rồi, thổ địa bảo là đúng rồi, vậy là hết sợ. Hôm sau, đọc to lên, vũ dĩ là con vũ gì? Vũ dĩ là con vũ gì? Gì thế? Thằng nhỏ học cái gì thế? Vào xem nó học ra sao. Vũ dĩ là con vũ gì? Con đọc chữ nào vậy? Chữ này bố ạ. Thầy ơi, chữ này là chữ kê, sao thầy dạy nó đọc gì kỳ vậy? Sao thổ địa cho quẻ bảo là đúng, thổ địa cũng dốt chữ sao? Nhưng thầy bình tĩnh, ông tưởng tôi không biết chữ ấy là chữ kê sao? Đây là chữ kê, nghĩa là con gà, làm sao mà tôi không biết được? Nhưng dạy cho nó chữ con gà thì tầm thường lắm. Tôi muốn dạy nó tới ba đời con gà kia, học thế mới cao. Ba đời con gà là sao? Tôi không hiểu. Người ta nói vũ dĩ là chỉ con công là ông con gà. Tôi dạy nó chữ vũ dĩ không phải là ba đời con gà sao? Vũ dĩ là đời thứ nhất, con công là đời thứ hai, đời thứ ba là con gà. Lão, trưa nay ta sẽ cho ông biết tay. Thầy hay lắm, trưa nay tôi sẽ đãi thầy ăn gà. Mới nghe, nói đã thèm, lâu lắm không được ăn gà. Đến trưa, ủa, sao không có gà, thịt gì đây? Tôi định đãi thầy ăn gà, nhưng nhà tôi không chịu. Nhà tôi bảo đãi gà tầm thường lắm, nhà tôi muốn đãi thầy ăn thịt ba đời con gà mới đáng. Thịt này là thịt dù gì đấy, mời. Hừ, chuột đồng mà bảo dù gì. Sáng hôm sau thầy cuốn gói chuồn mất. Cũng tại mình dốt mà ưa khoe chữ.